Sáng ngày 8 tháng 8, chuyến bay của Vietnam Airlines từ Nội Bài đi Tokyo, Nhật Bản khi đến không phận Nam Ninh, Trung Quốc đã phải quay đầu hạ cánh xuống Nội Bài để cấp cứu một trẻ em người Nhật Bản. Chuyến bay khởi hành lúc 7 giờ 35 phút. Sau khi bay 35 phút, máy bay đến không phận Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc thì có một hành khách là trẻ em 10 tuổi quốc tịch Nhật Bản bị chảy máu cam. Tổ tiếp viên đã lập tức phối hợp hỗ trợ cấp cứu cho hành khách ngay trên máy bay. Tuy nhiên do hành khách vẫn chảy máu không ngừng, tổ bay đã quyết định cho máy bay quay trở lại Nội Bài để nhận sự trợ giúp y tế từ mặt đất. Ngay khi nhận được thông báo, đại diện Vietnam Airlines tại sân bay Nội Bài đã triển khai các đơn vị sẵn sàng phối hợp tiếp cận máy bay nhanh nhất. Sau khi hạ cánh vào 9 giờ 20 phút cùng ngày, hành khách đã được đưa đi cấp cứu. Do quay lại để cấp cứu khách trẻ em, đến 11 giờ cùng ngày chuyến bay VN384 mới cất cánh đi Tokyo. Dù không có được một hành trình như mong đợi nhưng tất cả hành khách trên chuyến bay đều thể hiện sự ủng hộ đối với cách xử lý của tổ bay. Tiếp viên đến ngày 9 tháng 8, sức khỏe của khách đã ổn định và tiếp tục ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.